Chương 41 Bắt đầu người chết Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Khương Lâm Ngữ đương nhiên cảm thấy trên đùi dị dạng, dừng lại, quay đầu nhìn cẩu gia. Đổng thiên binh đi ở trước nhất, dẫn ba người khác, dẫm lên trong rừng thật dày cành khô lá héo úa, tiếp tục tiến lên. Ngay tại cả hai vừa kéo ra đại khái xa 20 mét khoảng cách thời điểm, Đổng thiên binh đỉnh đầu đột nhiên có thô to thân cây ngã xuống, lạc hậu mấy bước khâu thiên lương kinh hô cẩn thận thân cây tại cơ hồ nịnh vào đỉnh đầu mức đột nhiên vặn vẹo biến hình một mặt vỡ ra nháy mắt biến thành răng nanh lợi khẩu chỗ đó là cái gì thân cây căn bản chính là một đầu cự mãn đổng thiên binh cảm giác được có phong áp dưới da đầu một nổ toàn thân tóc gáy dựng đứng trong lúc nguy cấp lăn khỏi chỗ nơi nào còn có tu tiên giả tiêu sái phiêu giật nhưng cái này chật vật lăn một vòng cũng làm cho hắn tránh thoát một kích trí mạng. Lăn lộn hai vòng hắn dựa vào bên cây bò lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy nhe răng thổ tính cự mãn. Một trương miệng lớn so đầu người còn một vòng to, trong miệng còn tràn ngập một cổ mùi thối. Cự mãn lắc lư đầu, từ hồ bao phủ động thiên binh hết thảy đường lui. Quen thuộc bày trận làm cạm bẫy bắt người hắn, cảm nhận được tiếng vào cạm bẫy tư vị. Cự mãn vận dụng ngụy trang bố trí cái này đi sang cạm bẫy, Bốn người vừa mới đi vào phạm vi, liền khởi xướng công kích. Tại cái này đúng lúc chỉ mạnh treo chuông, Khương Lâm ngữ hô to một tiếng, nguy hiểm, chạy mau. Tiếp đó vắt chân lên cổ chạy. Cậu gia còn nhanh hơn nàng, bản sắc diễn xuất, đúng là dọa nước tiểu đồng dạng chạy vội. Cái này một cuốn hồng, trực tiếp đem đám người làm mộng, chuyện ra sao? Kỳ thật Khương Lâm ngữ lâm trận bỏ chạy, là cùng cậu gia sớm liền thương định tốt, muốn thoát ly đội ngũ thời cơ tốt nhất dĩ nhiên chính là gặp được nguy hiểm lúc. Nhưng chữ lót thiên sư huynh cùng chữ lót nguyên các sư huynh liền mắt trợn tròn, không phải tiểu tổ A, không phải đoàn đội phối hợp A, không phải đồng tâm hiệp lực A. Người thế nào chạy? Còn tới bên trên một cuốn họng. Mấu chốt là cái này một cuốn họng kêu còn đặc biệt có kích tình, khâu thiên lương kém chút liền theo vắt chân lên cổ, còn tốt kịp phản ứng. Nhưng là lúc này, mấy người căn bản quản không ra bên trên Khương Lâm ngữ động tĩnh, đỉnh đầu có tính mệnh uy hiếp đâu. Mấy cái bốn người từ trong lúc bối rối điều chỉnh xong, Khương Lâm ngữ sớm đã bị cậu tử mang theo chạy mất tung ảnh. Trừ động thiên binh, còn lại ba người đồng dạng cảm nhận được áp lực cực lớn. Cự mãn lắc lư đầu, phản phất bao phủ không chỉ là động thiên binh, cũng bao quát ba người bọn hắn. Khâu thiên lương vừa bước nửa bước, cự mãn liền thay đổi đầu hướng hắn lấy kiếm nơi tay dễ dàng, thần thức khẽ động, trong túi trữ vật trường kiếm liền đến trên tay. Nhưng là, vì cái gì cầm kiếm còn tại tay phát trung? Hai cái am hiểu bố trí trận pháp gia hỏa, hoàn toàn không có mình am hiểu ưu thế, trong lúc nhất thời nội tâm bối rối hết sức. Miêu Nguyên Châu cùng Thôi Nguyên Hải cũng là tay cầm trường kiếm, đồng dạng không biết như thế nào hạ thủ. Dằng có mấy chục giây, cự mãn chủ động khởi xướng công kích treo ngược trên tàn cây mãn thân, để đầu phạm vi công kích càng rộng. Mấy người quê trường kiếm, lung tung chém vào lấy thăm dò qua đến cự mãn đầu. Miệng bên trong còn phối hợp lấy a a a a tiếng kêu, cũng không biết là tăng thêm lòng dũng cảm tử, vẫn là thêm bức. Đám người trường kiếm trong tay mặc dù là cấp thấp nhất pháp khí, nhưng lực công kích lại sau phổ thông sắt thép binh khí mạnh rất nhiều. Không riêng gì bởi vì bên trong gia nhập mỏ hiếm, gia tăng thêm sắc bén độ, còn có trong quá trình luyện chế gia tăng pháp trận, có thể kèm theo nhất định sát thương. Cự mãn với tư cách yêu thú, trí thông minh không thấp, thăm dò công kích mấy lần không được tay, cũng không mù quáng, cẩn thận đất tránh né lấy trường kiếm. Mấy người không có chút nào buông lỏng, bởi vì yêu thú thường thường đều sẽ có lợi hại thần thông. Cho đến bây giờ, cự mãn đều chỉ là tại vật lý công kích, đại chiêu không thả, ai cũng không dám phớt lờ. Bốn người tại sinh tử tồn vong thời khắc, ném rơi lúc trước mâu thuẫn, từ không có kết cấu gì loạn đã một mạch đến chậm chậm bắt đầu có phối hợp, có công hữu thụ, không đúng, có công có thủ, chiến cuộc cũng bắt đầu từ được đè lên đánh, đến thế lực ngang nhau. Vậy mà thế lực ngang nhau về sau, cũng có vấn đề mới. Trước mắt cái này cự mãn không chỉ là đại biểu địch nhân cùng nguy hiểm, cũng đại biểu nhiệm vụ cùng tài phú. Nếu là phát lực quá mạnh làm chết, coi như không đáng tiền. Cho nên bốn người cẩn thận từng ly từng tí tiêu hao cự mãn, cẩn thận từng ly từng tí đề phòng đại chiêu. Túi linh thú trang yêu thú có hai loại tình hình, một loại là yêu thú không phản kháng, chủ động tiến vào, một loại khác là, đánh tới nó thoi thoát, phản kháng không được, bị động chứa vào. Loại thứ nhất khẳng định là không có cách, loại thứ hai cũng không dễ dàng. Cự mãn cuốn thân trên tàn cây, hơi nhấc một cái dưới đầu mặt người liền với không tới. Nếu có thể ngự kiếm công kích liền tốt, động thiên binh ai thắng, đáng tiếc cái kia cần chí ít trúc cơ kỳ tu vi mới có thể làm đến. Trên thân ngược lại là có mấy trương công kích hình phù lục, vừa đến không nở, thứ hai sợ đánh hung ác. Đánh hung ác đem nó dọa chạy làm sao giờ? Đánh hung ác đem nó đánh chết làm sao giờ? Một con yêu thú chính là tám mươi linh thạch A. Ăn cướp một lần đều không giành được nhiều như vậy. Cho nên khi miêu nguyên châu phát hiện với không đến địch nhân móc ra bạo viêm phù chuẩn bị công kích từ xa thời điểm đổng thiên binh lớn tiếng quát dừng đừng bắt sống cự mãn sững sờ thảo ai là con mồi a à, ta không muốn mặc mũi a à. thế là phẫn nộ cự mãn rốt cục bắt đầu thần thông công kích há mồm chính là ngâm nọc độc quay đầu túi khuôn mặt phun tại miêu nguyên châu trên thân suy 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 a à a à a à nương theo lấy miêu tiên sinh tiếng kêu thảm thiết, nọc độc nhiễm bộ vị, toát ra khói trắng. Siêu cường nọc độc và dây đồng hồ thời gian liền ăn mòn hắn quần áo, da thịt, tiếp đó xương cốt. Căn bản không kịp làm bất kỳ bổ cứu biện pháp, miêu nguyên châu trong túi trữ vật ngược lại là thả hai viên giải độc đan, nhưng là người đều hóa, còn giải cái cộng lông độc. Này chỗ nào là độc trắng, đây là lưu toan A, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Đừng kích động Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Miêu Nguyên Châu Treo Bị giết cực kỳ thảm liệt Nhưng là bị giết có giá trị Cự mãn thần thông công kích không giống báo đốm như thế có thể không ngừng tiến hành Nọc độc của nó tự hồ tại phóng thích một lần về sau liền trống rỗng tồn kho Trong thời gian ngắn thả không ra chiêu thứ hai Mà lại đại chiêu về sau cảm giác suy yếu cũng xuất hiện thậm chí bởi vậy từ trên cây trượt xuống. Ba người hóa bi thống thành sức chiến đấu, đi lên một trận gõ. Cự mãn choáng. Được đổng thiên binh thu vào túi linh thú. Chúng ta tiếp xuống chung sức hợp tác, bắt đến ba về sau lại phân, cái này ta trước đảm bảo. Dựa vào cái gì? Thôi Nguyên Hải giận dữ, sư đệ ta dùng tính mệnh đổi lấy, dựa vào cái gì ngươi đảm bảo? Thế nhưng là ngươi sư đệ không có cách nào đảm bảo a à? ta thay hắn đảm bảo dạng này a à, thì vẫn là dơ tay biểu quyết đi đồng ý từ thôi sư huynh đảm bảo nhất tay thôi nguyên hải dơ tay lên lại chán nản buông xuống đồng ý từ ta đảm bảo nhất tay động thiên binh như cụ bản thân nhất tay khâu thiên lương cũng nhất tay ngươi nhìn thiểu số phục tùng đa số đi dù sao con yêu thú này cũng là ta dẫn đội mới tìm được nghe tới cái này thôi nguyên hải liền tức giận ngươi đây coi là công lao gì? Chẳng lẽ ta dẫn đội liền sẽ không gặp được yêu thú? Đừng kích động, lần trước huynh để chúng ta hai cái liền gặp được một cái ngoại tông cửa đệ tử, cũng là kích động như vậy. Về sau chúng ta phát hiện hắn trong túi trữ vật linh thạch còn không ít đâu. Thôi Nguyên Hải ngầm miệng, dù sao trong túi đựng độ của hắn cũng có một chút linh thạch. Ba người lần nữa đạt thành nhất trí, tiếp tục tiến lên thế nhưng là trong lòng đều không có cái gì cao hứng có thể nói, trảo một con yêu thú liền muốn tiêu hao hết một cái đồng đội, cái này đổi quân tỷ lệ tự hồ có chút không quá lạc quan. Cậu gia mang theo Khương Lâm Ngữ nhanh chóng tìm tới lần trước đi qua đường, dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên trên, hoa hai ngày thời gian, đi tới chỗ kia hang động. Núi xanh vẫn như cũ, nước chảy yên nguyên, báo đốm thi thể lại sớm đã không thấy. Hai người tiến động, dự định tại tương lai tiếp cận một tháng thời gian bên trong, đem nơi này với tư cách chỗ ẩn thân, cùng hành động cứ điểm. Cậu gia nhảy vào đầm nước, xem xét một phen, lần trước tới mức màn ánh sáng kia cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù hắn tạm thời cũng không định trở về, nhưng tóm lại là có chút hiếu kỳ. Người mang nồi cùng lò tới đi. Mang. Vậy chúng ta liền luyện đang đi, lần trước không phải lại mua 200 phần tài liệu, tăng thêm trước đó không dùng hết, hơn 300 phần, một tháng thời gian đều dùng không hết coi như chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ dựa vào luyện ra đan cũng đủ đổi không ít linh thạch được khương lâm ngữ không có ý kiến lấy ra lò luyện đan bắt đầu chuẩn bị linh thảo mang tới than củi không nhiều cậu gia đi ra ngoài nhặt củi lửa cái kia cưỡi lão hổ tiểu nữ hài trong rừng chạy một khoảng cách về sau đi tới một chỗ sườn đồi bình đài từ lão hổ trên thân xuống tới tiểu nữ hài thổi cái huyết sáo trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng râm theo một trận cuồng phong cuốn qua một cái to lớn ngốc ưng rơi vào trên bình đài cao ba thước nhiều cánh triển khai chừng hai mươi mét ngốc ưng thấy tiểu nữ hài cúi người xuống tiểu nữ hài nhảy lên ngốc ưng lưng nói đưa ta đi bên ngoài có nhân tộc tu sĩ tiến vào địa phương ngốc ưng lên tiếng vân hai cánh chấn động xông lên vân tiêu tự như ti chớp lướt qua trùng điệp dãy núi tốc độ nhanh chóng xa không phải linh chu có thể so sánh bay hơn một giờ dáng vẻ ngốc ưng rơi xuống một khối khác trên bình đài nơi này đã tới gần bên ngoài rất gần tu sĩ nhân tộc tiến vào khu vực tiểu nữ hài gọi tới một đầu sói xanh đây là xe taxi chuyển máy bay máy bay hạ cánh đổi ngồi xích lô tử sói xanh chở đi nữ hài tại trong núi rừng đi bộ nhàn nhã chậm rãi tới gần năm tông đệ tử có nhân tộc tu sĩ tiến vào yêu thú cứ điểm triển khai chiến đấu. Nàng cùng sói xanh cất qua một bên quan sát. Rất nhanh nàng liền phát hiện căn bản không có gì ý tứ, những người này quá yếu, bị yêu thú lúc công kích, thích a à a à kêu to, tiếp đó hoặc là bị giết chết, hoặc là chạy trốn, cái này khiến nàng thất vọng. Liền nàng cơ hội xuất thủ cũng không cho. Bốc lên được phụ thân xử phạt phong hiểm chạy đến, cũng chỉ nhìn thấy tình hình như vậy, quá không thú vị. Thẳng đến nàng nhìn thấy một con sói, một đầu miệng bên trong ngậm củi sói sói nàng thấy nhiều nhưng là ngậm củi làm cái gì nàng hỏi sói xanh các ngươi cái này có dạng này tập tục sói xanh nói cho nàng đây không phải là chúng ta thành viên có thể là con chó vì cái gì dáng người nhỏ một chút màu vàng xám da lông mặc dù có mấy phần giống như sói thế nhưng là cái đuôi lắc như thế hoang liền không đúng mà lại móng của nó đằng sau có móc ngược trảo rõ ràng nhất chính là con mắt, gia hỏa này ánh mắt không có chút nào sắc bén, quá nhu hòa. Chó không đều là người nuôi sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này có người ở lại? Không rõ ràng. Chúng ta đi cùng nhìn xem. Tiểu nữ hài đến hào hứng. Sói xanh mở rộng bước chân, vững vàng đuổi theo cậu gia. Cậu gia rất nhanh liền ngửi được một ít mùi, cũng cảm nhận được đến từ yêu thú trên thân áp lực hắn không dám nhìn chung quanh, làm bộ không hề phát hiện thứ gì, làm bộ bản thân chỉ là cái không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm tiểu động vật, làm bộ trấn định. Nhưng là hắn không giả bộ được, bởi vì một đầu to lớn sói xanh đứng tại trước mặt hắn, trên lưng còn có tiểu cô nương. Cậu gia chưa bao giờ thấy qua dạng này tiểu cô nương, tự như hắn chưa bao giờ thấy qua giống như Khương Lâm nữ đẹp như vậy nữ tử. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Có khách nhân đến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu như nói Khương Lâm Ngữ cho người cảm giác là tinh xảo hoàng mỹ, không có một chút tỳ vết dung nhan, toàn thân lộ ra tiên khí, như vậy tiểu nữ hài này chính là tinh linh cổ quái, toàn thân tràn ngập linh khí. Cái trán bộ vị có một đóa họa diễm ấn ký, phản phất còn tại động. Trên ánh mắt nửa bộ hiện nửa vòng tròn cung, không cười cũng giống đang cười lông mi rất dài, lắc một cái lắc một cái, thẳng tắp chóp mũi, đỏ chói miệng nhỏ, làn da tự hồ non cần có thể bóp xuất thủy tới. Hỏa hồng tóc cùng trên thân bạch y phục, có phi thường thu hút tâm thần người ta thị giác khác biệt. Một tay nắm lấy sói xanh phần cổ da lông, một tay níu lấy bản thân một sợi tóc đỏ trên ngón tay vòng quanh vòng tiểu cô nương mở miệng, uy, ngươi là sói vẫn là chó. Cậu da buông xuống miệng bên trong củi, ngươi là người vẫn là yêu ngươi biết nói chuyện cậu gia là kiên trì tại đáp lời áp lực quá lớn trong rừng sâu núi thẳm này nơi nào khả năng có tiểu nữ hài còn không sợ trời không sợ đất còn cửa sói còn trang điểm thành dạng này nếu ai dám nói đây không phải yêu tu cậu gia dám cùng hắn đánh cược cả một đời không tìm nữ nhân ta khải trí đương nhiên biết nói chuyện ngươi đang làm cái gì tiểu cô nương liền cùng với nàng cái tuổi này cái khác tiểu nữ hài đồng dạng, đối thế giới tràn ngập tò mò. Ta tại nhặt củi lửa. Nhặt củi lửa làm cái gì? Cậu gia đột nhiên nhớ tới Linh Thảo đường trưởng quỷ đã nói, Linh Cơ khẽ động trả lời. Luyện đan. Luyện đan. Ngươi biết luyện đan. Tại thời điểm nguy hiểm, nếu như ngươi nghĩ không bị người khác giết chết, liền phải chứng minh bản thân có giá trị. Tự như tại chức trên trận, nghĩ không bị đào thải, liền muốn chứng minh đối công ty hữu dụng đồng dạng. Cậu gia khác sâu minh bạch đạo lý này. Hắn biết thú tộc không thế nào biết luyện đan, cũng biết thú tộc cần đại lượng đoán thể đan. Cho nên hắn đánh cược một lần. Này sẽ bại lộ Khương Lâm ngữ, nhưng là đã nhân tộc có thể cùng thú tộc tiến hành giao dịch, vậy đã nói rõ thú tộc không phải gặp người liền giết. Tiểu nữ hài đưa ra yêu cầu. Ta có thể đi xem một chút ngươi luyện đan a? À? ta không biết luyện đan có người biết người đi nhìn cũng được nhưng là phải bảo đảm không thể thương tổn chúng ta tiểu nữ hài cười khanh khách cái này giống như không phải do ngươi ai cậu gia đứng ở nơi đó không đi u a ngươi nhìn hắn còn rất có cốt khí tiểu nữ hài vui cậu gia nhìn xem sói xanh nhìn xem nữ hài bất động tốt a à, ta đáp ứng ngươi không làm thương hại các ngươi nhưng nếu như các ngươi tổn thương chúng ta làm sao giờ sẽ không chúng ta không đã thương được ngươi tiểu nữ hài có chút không ngờ trả lời như vậy chợt lại thoải mái kia đi thôi cậu gia điêu lên củi hướng trong động đi nhặt củi loại này sự tình khương lâm ngữ làm thích hợp hơn nàng có túi trữ vật nhặt tốt thả cầm cũng không phiền hà nhưng là cậu gia cũng không thể cái gì đều không làm a à, cho nên ra hỗ trợ kết quả liền có cảnh ngộ như thế tới cửa hang cậu gia hướng phía bên trong hô một tiếng có khách nhân đến khương lâm ngữ trong lòng tự nhủ nơi nào đến khách nhân bước nhẹ ra tiếp đó liền sửng sốt hiện tại lưu hành dạng này tổ hợp a nàng mang một con chó người ta mang một con sói duyên phận cậu gia giải thích hai câu trên đường gặp phải bằng hữu muốn tới đây nhìn xem luyện đan ta liền mang đi qua Khương Lâm Ngữ rất thông minh, liếc mắt liền thấy được đi ra cẩu gia là bị cưỡng bách, nàng cũng không hoảng hốt, gật gật đầu dẫn đầu tiếng động. Đi vào đi, chúng ta tạm thời ở chỗ này. Cẩu gia mời. Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Các ngươi cùng những người kia là cùng đi. Cẩu gia nghĩ hai giây, quả quyết thừa nhận. Là. Tới làm cái gì? Bọn họ đến trảo yêu thú. Bán lấy tiền. Các ngươi đây chúng ta tới luyện đan. Các ngươi không trảo yêu thú. Bắt không được. Nếu như có thể bắt được vẫn là sẽ trảo, đúng hay không? Tông môn nhiệm vụ, kết thúc không thành bị phạt. Cái gì cậu thí nhiệm vụ, dám chạy nơi này đến trảo yêu thú, chán sống lệch. Tiểu nữ hài ngữ khí bất thiện. Mắt thấy cái đề tài này đã câu lên tiểu nữ hài lửa giận, sói xanh cũng thử ra răng nanh, cậu gia nói sang chuyện khác, ngươi không phải đến xem luyện đan A. À. À, đúng. Chúng ta vào xem. Tiểu nữ hài hỏi sói xanh, sói xanh gật đầu. Không phải trưng cầu đồng ý, là để sói xanh xác định trong động phải chăng có thể tiến, có hay không nguy hiểm. Tiểu nữ hài nhìn xem nhỏ, tin cực kỳ. Đi vào trong động, Khương Lâm ngữ nhóm lửa, cậu gia ở một bên hiệp trợ. Nhìn xem từng loại thảo dược ném vào trong nồi, tiểu nữ hài có chút buồn bực. Nàng gặp qua luyện đan, phụ thân luyện đang thời điểm nàng ở một bên nhìn qua, lò luyện đang giống như không giống, cũng không phải dùng củi lửa. Thế nhưng là trước mắt người này cùng con chó này liền thật dùng hắn luyện ra đang dược. Nắp lò mở ra một khắc này, tiểu nữ hài kinh ngạc đến ngay người. Đoán thể đan Đoán thể đan đại khái là nàng quen thuộc nhất một loại đan dược, trước đó ăn thật nhiều, cũng thấy mình phụ thân luyện chế qua nhiều lần. Nhưng lúc ấy phụ thân luyện chế, không sai biệt lắm năm lần mới có thể thành công một lần, người này, một lần có thể thành công. Không phải nói đại sư cấp cũng không đạt được trăm phần trăm A. Chẳng lẽ là trùng hợp? Thế là cậu gia cùng Khương Lâm Ngữ đem loại này trùng hợp lại đến một lần. Là có chút xảo, trước đó luyện chế đoán thể đang cơ bản xác suất thành công tại ba thành, lần này liên tục hai lô đều thành đan, hơn nữa còn có một lò là ưu phẩm. Mặc kệ như thế nào, tiểu nữ hài là bị trấn trụ, vốn dĩ người ta thật là đến luyện đan. Sói xanh ở một bên thèm ăn rất, nước miếng ửa cả ra. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Chu Tiểu Cẩm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối muốn tu hành yêu thú đến nói, rèn thể là cái không cách nào vượt qua khâu, mỗi cái yêu tu đều phải kinh lịch rèn thể. Nhưng là đang dược khang hiếm, bọn họ lại không biết luyện chế, rất nhiều yêu tu chỉ có thể lựa chọn cách thức khác rèn thể. Tỷ như trực tiếp nuốt linh thảo, hoặc là trực tiếp cầm linh thảo vào nát sát trên thân thể, nghiêm trọng lãng phí, mà hiệu quả còn không tốt. Cũng có yêu tu dùng tiết kiệm tiền phương thức rèn thể, tỷ như đụng thụ đụng tảng đá. Loại phương thức này mặc dù tiết kiệm tiền, có thể hiệu quả thành đồng dạng, tiếp nhận vô tận tra tấn, còn chỉ có thể rèn luyện một bộ phận, giống như nội tạng khí quan cơ bản sẽ rất khó rèn luyện đến. Cho nên nhân tộc cùng thú tộc ở giữa giao dịch thương phẩm bên trong, đang dược là rất trọng yếu một loại, đoán thể đang nhất là nổi tiếng. Sói xanh ôm ôm hỏi. Đoán thể đang bán hay không? Cả hai thân cao kém đến quá lớn, cậu gia ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại nhìn xem tóc đỏ tiểu cô nương, trả lời. Giá cả phù hợp liền bán. Tiểu cô nương chớp lấy mắt to, Giá cả bao nhiêu là giá cả thích hợp? Khương Lâm ngữ nhìn cậu gia, cậu gia trong lòng cũng không có số a, linh thạch giao dịch không phải lựa chọn tốt nhất, khẳng định là muốn đổi vật liệu, nhưng là đổi những cái nào vật liệu, theo cái gì tỷ lệ, hắn thật là hoàn toàn không biết. Thế là hắn liền đùa nghịch thông minh. Thì cứ dựa theo trước đó các ngươi cùng những nhà khác giao dịch giá cả. Vật liệu kết toán. Có thể. Cậu gia rất thoải mái cần tài liệu gì? cậu gia lại trầm mặt, hắn làm sao biết muốn đổi tài liệu gì? không bằng, các ngươi cùng ta trở về, nhìn xem có tài liệu gì có thể đổi. có dám đi hay không? khương lâm ngữ nhìn cậu gia, cậu gia nhìn trời, ta có lựa chọn a? sợ cái chu y, chó chim chết chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. cậu gia tỷ lệ lớn có thể xác định sẽ không chết, chỉ cần đối phương không phải bệnh tâm thần bởi vì chết đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt bất tử còn có thể luyện đan kết quả xấu nhất là bị giam lỏng trở thành bọn họ luyện đan công cụ chó đây đối với cậu gia đến nói chưa chắc là xấu chỗ vốn chính là con chó nha cùng thú tộc xen lẫn trong cùng một chỗ thành hợp lý một chút dù sao cậu gia con đường tu hành trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn yêu tu mà lại yêu tu chi pháp cũng chỉ có thú tộc mới có chỉ là khương lâm ngữ thù ủy khuất không biết có thể hay không bị xem như áp trại phu nhân Cậu gia cẩn thận mà hỏi thăm các ngươi sẽ không gia hại hai ta a à? tiểu nữ hài biểu môi muốn hại ngươi hiện tại liền hại tại sao phải mang về chẳng lẽ muốn ăn tươi mới ngươi cái này ăn chữ dùng rất đáng sợ a à? hai người không thể làm gì khương lâm ngữ bên trên sói xanh lưng Cậu gia cũng tới đi phát hiện tư thế quá khó chịu đầu này đại sói xanh thế mà là mẫu cậu gia ghé vào trên lưng nó, cùng nhật sói. Nhìn xem cậu gia nện bước bốn đầu tiểu chân ngắn theo ở phía sau, mệt mỏi đầu lưỡi duỗi lão dài, tiểu nữ hài hỏi. Ngươi tên gì? Cậu gia không có chút nào khiêm tốn, gọi ta cậu gia là được. Sói xanh ngao một cuốn họng, tại trước mặt thiếu chủ ngươi dám tự xưng gia. Chán sống lịch. Thiếu chủ. Cậu gia suy đoán tiểu nữ hài thân phận, chẳng lẽ là yêu đời thứ hai? ta gọi cậu gia A, à, họ cậu tên Diệp, không thể. Nữ hài tử cười khanh khách, ta gọi tiểu cẩm, chu tiểu cẩm. Uy, sói con, ngươi có hay không danh tự? Bị tiểu nữ hài hô làm tiểu sói, đại sói xanh không có chút nào nổi nóng, vui tươi hớn hở trả lời, thiếu chủ gọi ta thanh nhị là được. Thanh nhị? Ngươi là ở nhà xếp hạng lão nhị, hay là bởi vì lớn lên tương đối nhị? Cậu gia nghĩ đến chó sói. Thiếu chủ, Xin cho phép ta trước giáo huấn một cái tên chó chết này. Hắn hỏi đúng a, à, ngươi là ở nhà hàng lão nhì sao? Chu Tiểu Cẩm rất hiếu kỳ. Sói xanh điển nghiêm mặt le đầu lưỡi đáp lại, thiếu chủ anh minh a, à, vừa đoán liền trúng. Mấy cái nhìn thấy dài 20 mét cự ưng, cậu gia mới đối thế giới này cường giả có bước đầu nhận biết, hung ác như thế hung hãn yêu thú đều chỉ là cái tọa kỵ, đối tiểu nữ hài đều muốn cung cung kính kính, có thể tưởng tượng tiểu gia hỏa này thân phận cùng thực lực đồng thời đối tông môn an bài hành động lần này cũng càng phát ra cảm thấy ác độc cái này cùng để một đám hài tử ra chiến trường khác nhau ở chỗ nào thanh nhị cái này vốn là chỉ có thể ở ngoại vi khuyến mại cấp thấp gia hỏa dính cẩu gia ánh sáng may mắn được kêu lên lưng chim ưng cùng một chỗ tiến về dãy núi thiên mang triều thánh chi địa thiên tuyệt phong cưỡi xe mở môi máy bay thực tế quá kích thích cẩu gia tại lưng chim ưng bên trên nước tiểu hai lần dọa đến nếu không phải nhìn cẩu gia còn hữu dụng chỗ thanh nhị đã sớm đem hắn đá xuống lưng chim ưng dám ở thần ưng trên lưng đi tiểu ai đưa cho ngươi dũng khí hắn phán đoán cẩu gia giá trị căn cứ là mặc dù luyện đang là nữ nhân kia nhưng là toàn bộ trao đổi qua trình bên trong tựa hồ nữ nhân là nghe cẩu gia tất cả mọi người là động vật đây cũng là tính cho thú tộc làm vẻ vang tiếp xuống liền không tiếp tục đổi xe cự ưng trực tiếp đem bọn hắn đưa đến thiên tuyệt phong to lớn trước sơn động. Tóc đỏ áo bào xám lão giả tự hồ đã sớm biết đến bọn họ đến, chờ ở cửa. Chu tiểu cẩm nhảy xuống lưng chim ưng cẩn thận từng ly từng tí đi qua hô cha. Cậu gia xem xét, hoắc. Yêu vương. Hôi bào lão giả chỉ nói một câu, đem sách chép năm lần, liền xoay người tiến động. Đã không có biểu hiện ra đối địch tư thái, cũng không có muốn thu khương mỹ nữ làm tiểu thiếp ý tứ, thậm chí liền nhìn nhiều đều không có. Cậu gia còn tại cảm khái nhanh như vậy liền gặp được hóa thần cấp bậc cường giả, kết quả đối phương hoàn toàn không nhìn hai người đến. Yêu vương tự có yêu vương cao ngạo. Chu tiểu cẩm biểu môi, vẻ mặt buồn thiêu. Bất quá rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ, lôi kéo Khương Lâm Ngữ vào động bên trong, hiện tại liền bắt đầu luyện đang đi. Cậu gia ai tháng, liền không thể trước quản bữa cơm sao. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chu Tiểu Cẩm ra lệnh một tiếng, muốn bao nhiêu củi lửa đều cho nhặt được. Còn chuyên môn gọi tới một cái hậu tử hỗ trợ đốt lò. Khương Lâm Ngữ cùng cẩu gia tại người ta địa bàn bên trên, chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu luyện đan. Ngay tại cửa hang đi vào một chút xíu vị trí, ở bên ngoài có gió, sẽ ảnh hưởng đối mùi bắt giữ. Cậu gia đối trong động kia một vòng dạ Minh Châu rất hiếu kỳ, tưởng rằng cái gì công nghệ cao phát điện đây, nhưng là không dám tùy ý đi lại đi qua quan sát. Đỡ nồi đốt lò, thả thuốc luyện chế, hai người đã sớm xe nhẹ đường quen. Hầu tử cũng nhu thuận, không sợ đốt không có lông, nghiêm túc nhóm lửa. Nửa giờ sau, lò thứ nhất ra, xong rồi. Bên cạnh giá sách, chu tiểu cẩm lão cha nâng quyển sách giả vờ giả Việt, kỳ thật một mực đang vụng trộm chú ý bên này, hắn đối Tiểu Cẩm mang về cái này một người một chó lúc đầu không có để ý, nhưng nhìn đến tại luyện đan, liền có một chút hào hứng. Đặc biệt là lò thứ nhất liền thành đan, đây cũng không phải là luyện khí cấp ba luyện đan tân thủ có thể làm đến. Thế là không tự chủ được xây dịch bước chân, tới gần một chút quan sát. Chu Tiểu Cẩm cũng đang lặng lẽ chú ý bản thân lão cha đây, tại trong mắt của nàng, lão cha trừ không có phi thăng tiên giới phương diện khác tự hồ không gì làm không được. Nhưng là bây giờ tùy tiện một cái nhân tộc tiểu tu sĩ, ngay tại phương diện luyện đang đánh bại lão cha, bản thân rất muốn nhìn một chút lão cha phản ứng. Cho nên hôi bào lão giả vừa hướng cái này đi hai bước, chu tiểu cẩm liền nhếch miệng, một bộ làm cái gì khó lường sự tình chờ lấy khen ngợi biểu lộ. Lò thứ hai, Khương Lâm Ngữ cùng cẩu gia như cũ toàn lực ứng phó. Tại luyện chế ra tinh phẩm kim sang đang về sau, Khương Lâm ngữ luyện đang kỹ pháp tự hồ có chỗ tiến bộ, ngay tiếp theo đoán thể đang thành đơn tỷ lệ cũng cao rất nhiều, trước ba lô toàn thành công. Bị giới hạn thần thức cường độ, bọn họ dĩ vãng thói quen, một ngày chỉ có thể luyện chế bốn lô. Hiện tại luyện chế chính là lò thứ tư. Khương Lâm ngữ sắc mặt có chút đỏ lên, dù là trải qua trên đường không sai biệt lắm hai giờ nghỉ ngơi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là tại như thế hoàn cảnh bên trong, bản thân cũng lo lắng, nếu là luyện không ra, có thể hay không bị cho rằng không có tác dụng gì trực tiếp trăng rắc. có chút tiêu hao tình huống dưới, cắn răng kiên trì. Cậu gia cũng không dám chút nào chủ quan, tinh chuẩn đem khống thời gian tiết điểm. Rốt cục, cái này một lò cũng thành, mà lại vận khí vô cùng tốt, lại là ưu phẩm. Chu Tiểu Cẩm cha hắn không bình tĩnh, để quyển sách xuống, đứng ở một bên, đưa tay cầm bốc lên trong lò ưu phẩm đoán thể đang, dò xét một phen. Lại bưng lên nồi đồng cùng lò tinh tế quan sát Hầu tử coi lại qua một bên không dám thở mạnh Thanh nhị về sớm qua một bên nằm rạp trên mặt đất Khương Lâm ngữ ra vẻ trấn định Kỳ thật nội tâm cũng tại thẳng thắng nhảy Cậu gia ngược lại là không có cảm nhận được những yêu thú khác trên thân loại kia áp lực Ngược lại cảm thấy lần này khả năng đến đúng rồi Một lát sau, lão giả mở miệng hỏi Đây là cái gì lò luyện đang, ta làm sao chưa thấy qua Khương Lâm ngữ cẩn thận trả lời. Tông môn phát ra cấp thấp nhất. Cấp thấp nhất. Cao như vậy thành đơn tỷ lệ, không phải lò công lao. Không phải. Cho ngươi cái tốt hơn lò, có thể luyện ra tốt hơn đan dược. Không thể. Vì cái gì? Tu vi quá thấp. Lão giả gật đầu, buông xuống lò cùng nội, ngươi biết luyện chế mấy loại đan dược. Tương đối có nắm chắc liền hai loại, trừ đoán thể đan chính là kim sang đan. Ồ, kim sang đan tỷ lệ thành đan như thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Lão giả chấn kinh. Một loại đan dược không sai biệt lắm trăm phần trăm tỷ lệ thành đan có thể quy về đan dược đẳng cấp thấp, luyện chế số lần nhiều quen tay hay việc, nhưng là có hai loại đan dược cao như vậy tỷ lệ thành đan, đó chính là có đặc thù kỹ pháp. Mà lại người trước mắt này tuổi còn rất trẻ, tu vi quá thấp, căn bản không thể nào là mấy chục năm trên trăm năm luyện ra độ thuần thục. Thú tộc thích nhất đang dược đương nhiên là huyết linh đan, nhưng là sử dụng lượng lớn nhất lại là đoán thể đan cùng kim sang đan. Thậm chí kim sang đan còn tại đoán thể đan phía trên. Mỗi một lần rèn thể, đều nương theo lấy đối thân thể một lần tổn thương. Cho nên phục dụng một lần đoán thể đang về sau, muốn chờ thân thể khôi phục khỏe mạnh, mới có thể lần nữa phục dụng. Cái này thời kỳ dưỡng bệnh đồng dạng tại 10 ngày trở lên. Nếu có kim sang đang liền không giống, có thể phục dụng kim sang đang, đem thời kỳ dưỡng bệnh rút ngắn đến 2 ngày. Tương đương tốc độ tu luyện đề cao gấp 5 lần. Không riêng gì đoán thể đang rèn thể, những phương thức khác rèn thể cũng giống như vậy, có kim sang đang nhất định sẽ làm ít công to. Trừ rèn thể bên ngoài, cái khác thụ thương tình hình cũng cách không ra kim sang đang. Cho nên, kim sang đang tại thú tộc giống cực kỳ được hoan nghênh đây cũng là thật là khéo khương lâm ngữ nhất biết luyện chế chính là hai loại đang dược hiện tại luyện chế một lần kim sang đang ta xem một chút chu tiểu cẩm cha hắn cường thế yêu cầu khương lâm ngữ cự tuyệt hôm nay không được vì sao ta thần thức đã tiêu hao không sai biệt lắm cưỡng ép luyện chế cũng chỉ sẽ thất bại vậy liền ngày mai luyện chế cho ta nhìn sắc trời nhanh đen cậu gia đói đến bụng ụt ụt gọi chạy đến chu tiểu cẩm trước mặt xin cơm ngươi nhìn chúng ta khổ cực như vậy ngươi mặc kệ cơm sao chu tiểu cẩm thật không có cân nhắc qua vấn đề này sửng sốt một chút hỏi lại ngươi muốn ăn cái gì cậu gia đương nhiên không tốt nói tới yêu cầu gì liền tận lực tùy ý tùy tiện chuyện thường ngày là được ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì không kén ăn chu tiểu cẩm còn không có cảm thấy có cái gì hầu tử cùng thanh nhị trước kinh thiếu chủ ăn cái gì ngươi ăn cái gì. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Ngươi dám đưa chân, ta liền dám liếm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta không phải mỗi ngày đều ăn cái gì, đồng dạng liền ăn chút ngàn năm phần linh thảo linh quả, ngẫu nhiên ăn một chút năm càng lâu. Chó không phải thích ăn thịt sao? Cẩu gia, ê, có thịt ăn là được, ta coi là thịt hơi đắt đâu. Thế là ban đêm liền ăn thịt, bên trong dãy núi thiên màng chính là không bao giờ thiếu thịt. Khương Lâm ngữ cũng đi theo ăn một chút, thô thô nướng qua thịt thú vật, mặc dù gia vị không hoàn toàn, nhưng là hương vị còn được. Thanh nhị đi theo ăn như gió cuốn, đây chính là thiếu chủ ban thưởng đến thịt a, thật là thơm. Ăn uống no đủ. Khương Lâm Ngữ được an bài tại một cái khác sơn động nhỏ nghỉ ngơi, về phần cẩu gia, theo bọn hắn nghĩ, một con chó mà thôi, nơi nào một nằm sắp không thể qua đêm. Thanh Nhị chuẩn bị tìm gốc cây dưới tùy tiện nằm sắp một đêm, kết quả Chu Tiểu Cẩm cho hắn một cái nhiệm vụ, nghe nói bên ngoài nhân tộc chiêu đãi khách nhân thích tìm nữ nhân ngủ cùng. Người ở bên ngoài ở lâu, có phải là cũng có dạng này giảng cứu? Muốn hay không để Thanh Nhị ban đêm cùng ngươi? Thanh Nhị một mặt bi tráng, đã thiếu chủ an bài, thuộc hạ không dám không theo. Cậu gia ngẩng đầu nhìn thanh nhị một chút, được rồi, hắn quá cao. Thần mẹ nó quá cao. Thanh nhị. Ngươi. Cậu gia cuối cùng không có để thanh nhị ngủ cùng, bên trên một đầu sói không tính là cái gì quan vinh sự tích, mà lại cũng không có địa phương khoe khoang. Bản thân tại Khương Lâm Ngữ ở bên ngoài Sơn Động chấp nhận một đêm. Sáng sớm hôm sau, hầu tử, thanh nhị sớm đến chờ lấy chu tiểu cẩm lấy ra một cái tốt một chút lò luyện đan phụ thân ta vì luyện đan tần tìm đến không ít lò luyện đan đại bộ phận cũng không dùng tới liền cho ngươi một cái trước dùng khương lâm ngữ nhận lấy dò xét một phen kinh hỷ dị thường cái này lò luyện đan sợ là sau diêu trưởng lão cái kia còn tốt hơn một điểm mặc dù trước khi đến nói là nhìn giao dịch vật liệu nhưng đến hiện tại đều không có nâng chuyện này chu tiểu cẩm cha nàng cũng tới không nói một lời chờ lấy nhìn khương lâm ngữ biểu hiện trước luyện đang đi chí ít trước mắt nhìn không có gì nguy hiểm luyện chế kim sang đang cẩu gia càng hữu tâm hơn cần cùng khương lâm ngữ toàn lực phối hợp phía dưới mới vừa buổi sáng liền hoàn thành bốn lô hai lô ưu phẩm một lò tinh phẩm một lò phàm phẩm yêu vương lần này thái độ rất có chuyển biến trên mặt cũng bắt đầu có tiếu dung trừ toàn bộ hành trình chú ý quá trình luyện đang còn thỉnh thoảng trao đổi một chút trao đổi ý kiến. Buổi chiều thừa dịp không luyện đang thời điểm, cùng Khương Lâm Ngữ xâm nhập giao lưu luyện đang kỹ xảo. Ngươi là như thế nào làm được cao như vậy tỷ lệ thành đan? Khương Lâm Ngữ dứt khoát đem cẩu gia đẩy ra, ta chỉ là lên một chút tác dụng, chủ yếu vẫn là cẩu gia công lao. Ồ, cẩu gia! Ai? Cẩu gia đáp ứng. Chu Tiểu Cẩm. Hầu Tử. Thanh Nhị. Khương Lâm Ngữ ngươi làm sao dám đáp ứng a ai đưa cho ngươi đảm lượng tại yêu vương trước mặt xưng gia mọi người cơ hồ tưởng tượng ra được tiếp xuống yêu vương giận dữ một chưởng diệt chó tràn cảnh nhưng là cũng không có yêu vương bảo trì phong độ người danh tự này xác thực chất làm người buồn nôn cẩu gia cũng ý thức được vừa rồi kia đầu óc co lại ứng một tiếng lỗ mãn, vội vàng giải thích mù lên tại trước mặt ngài cũng không dám xưng gia không sao tu hành phải có một cổ không sợ trời không sợ đất tâm khí tên của ta sau ngươi còn sâu ta gọi phạt thiên cậu gia nhẹ nhàng thở ra ngươi muốn cùng ta sao sâu ta liền không lo lắng đương nhiên là ngươi sâu một chút ngươi là như thế nào làm được phạt thiên hỏi chính là chuyện luyện đang ân tình cậu gia nâng lên móng vuốt chỉ chỉ cái mũi của mình dựa vào nghe mùi vị lúc nào thả dược liệu lúc nào ra nồi không phải là ra lò, đều dựa vào mùi phán đoán. Còn có thể dạng này. Phạt Thiên rất hiếu kỳ. Ngươi có thể hay không đoán được. Đằng sau câu này hỏi chính là Thanh Nhị. Thanh Nhị đang núp ở một bên phát trung, yêu vương hỏi một chút, lộn nhào tới, đại nhân, ta. Ngửi không ra. Xem ra vẫn là không thể giết ngươi, ngươi cái này cái mũi có chút dùng. Cậu da nước tiểu đều nhanh dọa ra, Tình cảm vừa rồi lão nhân gia ngài không phải không tức giận a. À? Ngươi một con chó, chạy tới đi theo người hỗn, bất tranh khí, về sau liền lưu tại nơi này luyện đang đi. Đại nhân, ta lưu tại nơi này có thể phát huy giá trị có hạn a. À? Ngươi còn có thể làm cái gì? Ta sở dĩ có thể dựa vào cái mũi trợ giúp luyện đan, là bởi vì ta tìm tới cơ hội đứng ngoài quan sát đại sư luyện đan, ghi nhớ trong quá trình luyện đan linh thảo tài liệu mùi biến hóa dựa vào cái này tới nhắc nhở bản thân thời gian. Nhưng là bây giờ mới học được hai loại sơ cấp nhất đang dược, phải nghĩ phát huy càng lớn giá trị, chỉ có ghi nhớ càng nhiều đang dược phương pháp luyện chế, mới có thể vì ngài cống hiến một phần lực lượng. Bao quát nàng cũng giống như vậy, hiện tại mới luyện khí cấp 3, một ngày cũng chỉ có thể luyện 4 lô, chỉ có tăng cao tu vi, mới có thể học được càng nhiều, ngài nói có đúng hay không? Phạt Thiên cười ha ha một tiếng, ngươi cái này cẩu tử, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng đơn giản chính là không muốn ở lại nơi này thôi có điều ngươi nói cũng có đạo lý hiện tại ngươi chỉ cần thuyết phục ta để ta tin tưởng ngươi sẽ trở về có thể cho ta mang đến càng lớn giá trị ta thả các ngươi đi cũng không phải không được cậu gia tinh thần chấn động liền chờ ngươi câu nói này đại nhân ta là một con chó xem như thú loại đúng không ta cũng muốn tu hành ngài cảm thấy ta tại tu sĩ nhân tộc ở giữa có thế có tiền đồ sao muốn tu hành chỉ có thú tộc có phù hợp công pháp của ta cùng phương pháp cho nên ta chỉ có thể trở về thú tộc cũng không chỉ địa bàn của ta trừ ta phạt thiên còn có kình thiên phàn thiên cảnh thiên chiến thiên phá thiên diệt thiên thất đại yêu vương ngươi nếu đầu nhập những người khác đâu cậu gia loay hoay hắn kia sáu tất không nát miệng lưỡi ta thấp kém như vậy tồn tại có thể nhận biết ngài một cái yêu vương đã là ta tam sinh hữu hạnh nơi nào có lựa chọn gì chỗ trống. Ngài không có đối với chúng ta không khách khí, nguyện ý trợ giúp chúng ta, dạng này lão đại, ta cùng định. Vì mạng nhỏ, cậu gia còn muốn cái gì mặc chó, người dám đem chân đưa qua đến, ta liền dám liếm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Thư đồng cậu tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Phạt thiên yêu vương bị liếm lấy rất thoải mái, thầm nghĩ tại nhân tộc nơi đó trộn lẫn hỗn, khẩu tài chính là không giống, nơi nào giống như trên núi những cái này đầu não đơn giản tứ chi cũng không phát đạt gia hỏa, dễ nghe lời nói cũng sẽ không giảng. Bởi vậy, đối cậu gia thái độ lần nữa có chỗ đổi mới. Yêu vương lại hỏi lần này đại quy mô vào núi tình huống. Cậu gia rất tự giác đem bản thân thay vào thú tộc nhân vật, ta suy đoán bọn họ hẳn là vì trảo yêu thú, bởi vì lần này hành động nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính là nộp lên yêu thú mà lại nhất định phải là sống yêu vương nghe xong đầu óc vừa chuyển liền minh bạch thì ra là thế núi hư linh đại chấn địa khuyết cung mỏ linh thạch đổ sụp đây là muốn trảo ta người đi làm khổ lực đã như vậy ta cũng đúng lúc làm chút chuyện các ngươi ở đây khoảng thời gian này luyện chế ra đang dược bên này liền dùng yêu thú đến đổi yêu vương cái này nâng pháp để cậu gia sững sờ, vì cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi không vui lòng. Đương nhiên vui lòng, chỉ là không nghĩ tới. Đa tạ yêu vương đại nhân trợ giúp. Phạt thiên ý nghĩ kỳ thật cũng dễ lý giải. Thú tộc cũng tốt, nhân tộc cũng tốt, chỉ cần một chút không có giá trị gì, hoặc là không nghe lời, cần xử lý. Vậy liền dứt khoát lấy ra đổi điểm đang dược, xem như phát huy một điểm cuối cùng giá trị. Mặt khác, yêu tộc cùng nhân tộc không hợp nhau, cùng tiên tộc thành không hợp nhau, tương hổ ở giữa đã có đối địch, vậy liền cần xếp vào nhân thủ đi vào làm gián điệp, bình thường nào có cơ hội, cái này không vừa vặn đưa tới cửa. Một công nhiều việc sự tình, ai còn sẽ không? Tiếp xuống 20 ngày tới, cậu gia một mực tính lấy thời gian, nhất định phải đuổi kịp đường về Linh Chu, tốt nhất là có chỗ sớm. Mỗi ngày hai lô đoán thể đan, hai lô kim sang đan, nếu có ngẫu nhiên thất bại, liền nhiều hơn một lò bảo đảm mỗi ngày sản lượng tại dạng này cường độ cao luyện đang kích thích dưới khương lâm ngữ thần thức cường độ lại có tăng lên không nhỏ liền liền một mực kẹp lại tu vi cảnh giới cũng có buông lỏng đột phá dấu hiệu tu hành tăng lên chủ yếu là nhìn linh khí hấp thu tồn trữ tốc độ chủ yếu từ ba cái nhân tố ảnh hưởng một là linh mạch số lượng đã thông linh mạch càng nhiều hấp thu linh khí càng nhanh hai là nồng độ linh khí Tại linh khí càng nồng đậm địa phương tu hành, tiến bộ càng nhanh. Ba là phục dụng đan dược. Như linh khí không đủ làm sao xử lý? Đan dược đến bổ sung. Khương Lâm ngữ linh mạch số lượng không thay đổi, lại không có bổ sung linh khí đan dược, vậy chỉ có một khả năng. Nơi đây nồng độ linh khí cao hơn tại núi Tiểu Đông bên kia. Linh khí dựa vào tích lũy, thần thức dựa vào rèn luyện. Trước kia nào có điều kiện mỗi ngày dạng này luyện đan. Khi đó không gọi luyện đan, gọi hắc hắc vật liệu. Đang dược đổi yêu thú giao dịch tỷ lệ định ra đến là cẩu gia đình. Hắn dựa theo một viên phàm phẩm đoán thể đang ở đây có thể đổi 4 khối linh thạch tỷ lệ đến tính toán, mà tông môn cho yêu thú giá tiền là một cái 80 linh thạch. Cho nên tương đương với một con yêu thú có thể đổi 20 mai phàm phẩm đang dược. Nếu như là ưu phẩm thì 7 viên liền có thể đổi một con yêu thú. Mà tinh phẩm mà nói chỉ cần hai viên. Yêu thú thật sự là mệnh tiện không đáng tiền a. À? Bất quá nhớ tới lúc trước giết cái kia quy nguyên tông đệ tử, mới tìm ra đến năm mươi mấy khối linh thạch, coi như có chút tu sĩ mệnh còn không bằng yêu thú đáng tiền đâu. Yêu thú cố nhiên có thể cầm đi giao nhiệm vụ đổi linh thạch, nhưng là cũng không phải tùy tiện muốn đổi nhiều ít đổi bao nhiêu. Cậu gia tính một khoản, hiện tại một ngày bốn lô, đoán thể đang ưu phẩm phàm phẩm đều chiếm một nửa, Kim sang đang tinh phẩm chiếm 1 phần tư, ưu phẩm chiếm 1 nửa, phàm phẩm chiếm 1 phần tư. Tham chiếu phàm phẩm ra 2 hạt, ưu phẩm cùng tinh phẩm ra 4 hạt tỷ lệ, còn lại 25 ngày thời gian, đại khái có thể ra hơn 300 hạt đan dược, trong đó ưu phẩm không sai biệt lắm 200 hạt. Tinh phẩm không sai biệt lắm 50 hạt. 7 hạt ưu phẩm đổi một con yêu thú, có thể đổi không sai biệt lắm 30 con. Chỉ cần tinh phẩm đến đổi cũng có thể đổi hơn 20 cái muốn nhiều như vậy yêu thú trở về giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói bản thân chó thân chấn động, yêu thú nhau nhau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Coi như mình nguyện ý đổi, bên này liền thật trảo nhiều như vậy tới. Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, không phải phổ thông giả thú, không phải nhiều đến đầy đất đều là. Khoảng thời gian này luyện đang sau khi, cậu gia chính là đang bồi chu tiểu cẩm chơi. Cậu gia một mực không làm rõ ràng được cái này chu tiểu cẩm là cái gì yêu thú, nói bóng nói gió có thể biết là thuộc về một loại nào đó thường cổ thần thú, cho nên có thể nhỏ như vậy liền hóa hình thành người. Cha hắn phạt thiên đối nàng quản giáo rất nghiêm, không cho phép bước ra dãy núi thiên mang nửa bước. Cho nên con bé này vẫn là cùng cái chưa thấy qua việc đời tiểu nữ hài đồng dạng, đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Cậu gia người cũng làm qua, chó cũng làm qua, địa cầu cũng dạo qua, nơi này cũng hỗn qua, kiến thức chưa chắc cao cỡ nào xa, nhưng là nói về chuyện ly kỳ cổ quái đến, kia là một bộ một bộ. Lại càng không cần phải nói, nhìn qua nhiều sách như vậy, cái gì Tây Du Ký phong thần bản, tùy tiện gia công một cái, lấy ra dỗ tiểu hài tử vui vẻ, vẫn rất có hiệu quả. Phạt Thiên còn bất động thanh sắc ở một bên nghe vài đoạn cố sự, cái gì Tệ Thiên đại thánh, cái gì Ngưu Ma Vương, cái gì Ngọc Hoàng đại đế, xác thực thật có ý tứ thậm chí phạt thiên đều cảm thấy cái này cậu tử có phải là đi qua thế giới khác bởi vì cố sự giảng được rất hình tượng sinh động giống như thật không giống như là hiện biên ra có thể biết chữ có cố sự lần nữa tăng lên đến cậu gia tại phạt thiên trong lòng ấn tượng thế là yêu vương liền đem bồi chu tiểu cẩm chuyện đi học giao cho cậu gia lập tức thân phận không giống thiếu chủ thư đồng cậu tử dạy học chó tiên sinh đến mức thanh nhị cùng hầu tử thấy cậu gia đều muốn cúi đầu không lưng bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Là cố gắng, cũng không sánh bằng bồi thái tử đi học. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Mỗi ngày sáng sớm, chu tiểu cẩm thường thường cái thứ nhất tới hô cẩu gia. Dịp tử, cùng nhau chơi. Dịp tử là chu tiểu cẩm cho cẩu gia lên ngoại hiệu. Thiếu chủ đương nhiên không thể hô một con chó làm da, cho nên nàng cái khó ló cái khôn liền đem cẩu gia hai chữ đảo lại niệm gọi chó hoang cẩu gia không vui lòng ta nơi nào là chó hoang đáng tiếc dựa vào lý lẽ biện luận không dùng được khóc lóc âm sầm sinh khí không dùng được về sau uy hiếp nói còn như vậy gọi liền không kể chuyện xưa mới khiến cho chu tiểu cẩm đem hắn ngoại hiệu đổi đổi thành diệp tử tiểu diệp tử đừng ngủ lên cẩu gia phiền muộn gọi diệp tử là được thêm cái tiểu làm gì nghe vào cùng hô tiểu xuân tử, tiểu hoa quế không sai biệt lắm. Sách của ngươi đọc xong không? Cậu gia giả vờ giả việc. Vừa nghe đến đi học, chu tiểu cẩm liền không có phách lối khí diễm, đây là cậu gia pháp bảo. Thiếu chủ sớm, cậu gia sớm. Thanh nhị cùng thạch đầu đến. Thanh nhị một mực y ở chỗ này, khó được có tại yêu vương cùng trước mặt thiếu chủ cơ hội lộ mặt, hắn liền mặt dày mày dạng muốn giúp đỡ luyện đan, thậm chí còn đoạt hầu tử việc làm thuận tiện liền cùng một chỗ nghe cậu gia giảng những cái kia không thể tưởng tượng cố sự. Thạch đầu là hầu tử ngoại hiệu, gia hỏa này vô danh tự, nghe Tây Du ký một chút tình tiết, đã muốn làm tề thiên đại thánh. Cậu gia một móng vuốt quất hắn trên đầu, nhìn ngươi kia đức hạnh, điểm kia như cái đại thánh. Đại thánh là bên trong thạch đầu đụng tới, ngươi muốn làm đại thánh, trước gọi thạch đầu đi. Thế là nó danh tự cứ như vậy định ra tới. Hai tên gia hỏa mặc dù là nghĩ tại trước mặt thiếu chủ lộ mặt xung xoe, mà dù sao thân phận đẳng cấp chênh lệch ở nơi đó, không thể quá đề cao bản thân đi lên ông đùi, thế là liền đem mục tiêu nhắm chuẩn cẩu gia. Dù sao cẩu gia hiện tại là trước mặt thiếu chủ hồng chó. Cho nên hai tên gia hỏa giống như theo đuôi đồng dạng, mở miệng một tiếng cẩu gia kêu, mười phần chó săn bộ dáng. Cẩu gia không nghĩ tới, đến nơi này, thế mà thu hai cái tiểu đệ. Thanh nhị là cái xem như tiểu muội. Mỗi ngày buổi sáng, cậu gia giúp đỡ Khương Lâm ngữ luyện đan, buổi chiều liền bồi chu tiểu cẩm đi học. Đọc xong sách liền kể chuyện xưa, mỗi lần chỉ nói hai chương, lý do là phía sau còn không có nghĩ ra được. Tiếp đó chu tiểu cẩm liền mang theo cậu gia đi ra ngoài chơi. Dãy núi thiên mang hơn nghìn dặm phạm vi, chơi vui địa phương rất nhiều. Chu tiểu cẩm tự như tuần sát địa bàn đồng dạng, mỗi lần đến một nơi liền cho cậu gia giảng nơi này phát sinh cố sự cậu gia hưởng thụ lấy cao cấp hướng dẫn du lịch phục vụ, còn có hai cái người hầu khen tặng, ngẫu nhiên còn có thể ăn được yêu thú khác khiến cho thiếu chủ thiên tài địa bảo. Thời gian này trôi qua, quá thoải mái. Thời gian tươi đẹp luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Đảo mắt, ước định ngày liền đến trước mặt, Khương Lâm Ngữ cùng cậu gia nên trở về. Chu Tiểu Cẩm rất không vui, ông cậu gia cổ hỏi lúc nào lại đến, đem thanh nhị cùng bác giới ao ước u cậu gia liền chiếm lấy không có hóa hình tiện nghi, nếu là người thân, khẳng định không hưởng thụ được dạng này linh khoảng cách tiếp xúc. Trước khi đi, cậu gia đem tinh phẩm kim sang đang cùng bộ phận ưu phẩm đoán thể đang giao dịch rơi, được 30 con yêu thú. Còn lại đang dược, đều đổi thành luyện đan nguyên vật liệu, giá cả so linh thảo đường thấp nhiều lắm, đây mới là buôn bán A. Mặc dù khoản giao dịch này không được đến một khỏa linh thạch, nhưng là trở về chỉ riêng yêu thú có thể đổi lại hơn 2.000 linh thạch. Về phần vật liệu, luyện chế thành đan dược, mấy ngàn linh thạch khẳng định thiếu không được. Kỳ thật lúc này giao dịch càng nhiều là đang cùng Khương Lâm Ngữ tiến hành, bởi vì cậu Gia ăn những thiên tài địa bảo kia đã sớm vượt qua những đan dược này giá trị. Khương Lâm Ngữ còn trắng được một cái cao cấp lò luyện đan đâu, cho nên a, à, lại thế nào cố gắng, cũng không sánh bằng Bồi Thái Tử Gia đi học a. À cậu gia cùng khương lâm ngữ lần nữa cưỡi xe mở môi máy bay tiến về dãy núi thiên mang phía đông bên ngoài đương nhiên không thể trực tiếp đưa ra dãy núi thiên mang như thế quá lộ liễu một người một cho tiễn biệt thanh nhị hướng ngoài núi đi khương lâm ngữ có chút lo lắng ba mươi con yêu thú giải thích thế nào không bằng chúng ta bán cho những người khác khẳng định có không hoàn thành nhiệm vụ cậu gia kiên quyết phản đối tiền tài không để ra ngoài a à? vạn nhất đệ tử khác biết ta nơi này yêu thú rất nhiều, trực tiếp hạ sát thủ, chúng ta làm sao giờ? Ta là thà rằng tin tưởng thú tộc, đều không cầm đại tài đi dò xét lòng người, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. vậy làm sao cùng tông môn giải thích? liền nói ngươi trảo đấy chứ, còn có thể nói thế nào, chẳng lẽ không được sao? không hợp với lẽ thường a, à, bọn họ khẳng định không tin. thì liền nói cầm đang dược đổi, thích hợp sao? cậu gia cũng không nắm chắc được. Khương Lâm Ngữ trầm mặt, nếu là lúc trước, chắc chắn sẽ không lo lắng tông môn gây bất lợi cho chính mình, nhưng là khoảng thời gian này kinh lịch thật để nàng đối tông môn mất đi lòng tin. Thấy Khương Lâm Ngữ không nói lời nào, cậu gia chỉ có thể vắt hết óc nghĩ biện pháp. 30 xác thực quá điên cuồng một chút, lưu tại trên tay không có gì dùng, những người khác khẳng định muốn. Có cung ứng, có nhu cầu, không lo lắng cái này mua bán không làm được hiện tại vấn đề kỳ thật liền biến thành, làm sao tại chúng ta không lộ diện tình huống dưới đem những này đồ vật giao dịch ra ngoài. Khương Lâm ngữ con mắt lóe sáng. Cậu gia nhìn thấy, le đầu lưỡi trong lòng hô, mau tới hôn ta, mau tới hôn ta. Khương Lâm ngữ không có thân cậu gia, nhưng là nạn sát thực nghĩ đến biện pháp, đem yêu thú bán cho Linh Thảo Đường. Cậu gia có chút ít thất lạc, chợt lại điều chỉnh xong, còn nhiều thời gian. Tiếp đó nói cho Linh Thảo Đường, ngũ đại tông môn nhiệm vụ cùng giá thu mua chỉ cần linh thảo đường đem tin tức tung ra ngoài những cái kia đồng môn các sư huynh để khẳng định sẽ đi mua cậu gia gật đầu đầu không tính đần chỉ là như vậy vừa đến giá cả khẳng định liền bán không đến cao như vậy không quan trọng có luyện đang bản sự còn sợ không kiếm được linh thạch ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn nên buông tay mức liền buông tay có bỏ mới có được a à? Cậu gia liên tiếp nói vài câu kinh điển ngạn ngữ. Khương Lâm ngữ cuối cùng nghĩ thông suốt. Để một cái nghèo quen người đột nhiên được đến một khoản tiền lớn, sau đó lại nói cho hắn từ bỏ số tiền kia, kia thật sao muốn hắn mệnh còn khó chịu hơn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Cậu gia cũng là yêu thú. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Cậu gia cùng Khương Lâm ngữ phân tích như phi thường chuẩn xác, nhu cầu xác thực rất lớn. Những sư huynh kia đám tại tiếp xúc đến yêu thú sinh ra nhóm đầu tiên tử thương về sau, ngay lập tức làm ra quyết định. Tha rằng hồi tông môn bị phạt, cũng không đem mệnh vứt bỏ. Cái này kêu là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cho nên đại bộ phận người đều trốn đến dãy núi thiên Mang bên ngoài, đợi đến thời hạn vừa đến, tập hợp về nhà một số nhỏ người khô giòn ra dãy núi thiên mang đi phường thị bên kia, nghĩ biện pháp một chút có thể hay không thông qua đường dây khác làm tới yêu thú. Dù sao cũng có chút ít tán tu tồn tại, có lẽ bọn họ nguyện ý đi mạo hiểm đâu. Càng ít bộ phận đầu toàn cơ bắp, hoặc là lòng tự tin bạo rạp, xâm nhập đến bên trong dãy núi thiên mang mặt. Có người dập rơi, cũng có người xác thực bắt đến yêu thú. động thiên binh cùng khâu thiên lương chính là bản thân cảm giác tốt đẹp cái chủng loại kia hai người thông qua bố trí pháp trận làm cạm bẫy, tăng thêm hố đồng đội, hiến tế thôi nguyên hải tổn hại chiêu, lại một lần bắt được một con yêu thú. Tương đương một người một cái hoàn thành nhiệm vụ căn bản. Khương Lâm Ngữ cùng cậu gia đi tới địa điểm tụ họp, nơi đó đã sớm đợi bảy tám cái đồng tông sư huynh. Ồ, Khương Sư Mùi ra. Hết thảy còn tốt. Không có việc gì à. Mọi người lao nhau đi lên chào hỏi khương lâm ngữ gật đầu đáp lễ đa tạ quan tâm còn tốt thế nào bắt đến mấy cái yêu thú nào có tốt như vậy trảo có thể còn sống ra thế là tốt rồi khương lâm ngữ không chính diện trả lời có hay không thu thập được thiên tài địa bảo gì lời này hỏi được dễ dàng để người lo lắng Người nói là trả lời ngươi đây vẫn là không trả lời ngươi cho dù có tìm tới cũng không thể nói cho ngươi a à. Khương Lâm ngữ lắc đầu, còn có người chỉ vào cậu gia nói đùa, nghe nói con chó này khải trí, cũng coi là yêu thú a, à, dứt khoát đem nó đưa trước đi được. Nếu là sư mùi không đành lòng, có thể bán cho ta, ta vừa vặn lấy ra giao nhiệm vụ. Cậu gia trong lòng có một vạn con yêu thú thảo nê mã chạy tới, ngươi tên chó chết này, ta ghi nhớ ngươi. Bị người này vừa mở trò đùa, hiện trường không khí thật là có điểm dị thường mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến cẩu gia trên thân. trời đánh, sẽ không thật như vậy không muốn mặt a. À. liền khẩn trương, lại có người trở về, chính là chữ lót thiên hai vị cộng tác. Đổng thiên binh quả thực một mặt thỏa mãn a, à, chứ vị sư huynh đệ tốt, có thể nhìn thấy mọi người, thật sự là quá tốt. ai? sư mùi cũng ra. ngươi không sao chứ? khương lâm ngữ có chút xấu hổ, lúc trước chạy gọi là một sạch sẽ lưu loát bây giờ gặp lại ha ha có người ngắt lời tra hỏi miêu nguyên châu cùng thôi nguyên hải đây đổng thiên binh lập tức thu liễm trên mặt đắc ý ai hai vị sư huynh nhất định phải hướng nơi núi rừng sâu xa đi hai chúng ta cản đều ngăn không được cũng không biết thế nào các ngươi không có cùng một chỗ đổng thiên binh lắc đầu hắn mới sẽ không thừa nhận hố chết đồng đội sự tình đâu vậy các ngươi hai nhiệm vụ hoàn thành khâu thiên lương đoạt đáp khoe khoang may mắn không làm nhục mệnh miễn cưỡng hoàn thành câu nói này hiển nhiên để những cái kia không hoàn thành người hơi có chút khó chịu có người than thở cũng không biết kết thúc không thành nhiệm vụ xử phạt là cái gì có đồng mệnh tương liên người trầm giọng nói đoạn mất thường ngày linh thạch cung ứng khẳng định là tối thiểu nhất rất có thể sẽ bị phái đi ra làm đồng dạng nguy hiểm tông môn nhiệm vụ có thể hay không bị giam lại a à? nghĩ hay lắm đóng cấm đoán tông môn có thể được đến cái gì? Còn phải đưa cơm cho ngươi. Chỉ cần đừng trục xuất sư môn liền tốt. Khương Lâm Ngữ cùng cậu gia liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Lục tục ngon ngoe có người ra, tới lúc xế chiều, đã tụ tập chừng 20 người. Tông môn Linh Chu cuối cùng đã tới. Lần này chỉ một cổ Linh Chu, tự hồ tông môn tại liền làm tốt hao tổn tỷ lệ hơn phân nửa chuẩn bị. Áp thuyền người là Diêu Chi Xuân khương lâm ngữ cùng mấy cái khác cùng thuộc về một mạch đệ tử liền vội vàng tiến lên hành lễ lại nhìn không quen diêu chi xuân khương lâm ngữ cũng không thể lúc này biểu hiện ra ngoài cái khác mạch khác đệ tử cũng đều chấp đệ tử lễ chỉ là không có như vậy cung kính nghiêm túc diêu chi xuân gật gật đầu coi như ứng phó chờ khoảng trong chốc lát liền phân phó nói sắc trời đã tối trèo lên thuyền đi có người hỏi một câu không phải nói mấy cái một ngày sau diêu chi xuân liếc nhìn dọa đến người kia trực tiếp quỳ xuống đất, vạn bối không phải muốn chất vấn trưởng lão, vạn bối nói nhầm, mời trách phạt. Được rồi, đứng lên đi. Không có ra, tự nghĩ biện pháp hồi tông môn, không giống nhau. Trở về trên đường, theo tới cũng không kém nhiều lắm, không khí đều là kiềm chế mà trầm mặt. Mệnh là bảo trụ, thế nhưng là trừng phạt trốn không thoát. Đại bộ phận đều là trên con đường tu hành tân thủ, còn làm không được lạnh lùng đối mặt sinh tử những cái kia tận mắt thấy đồng môn bị yêu thú giết chết thậm chí bị nuốt đệ tử đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn bình tĩnh trở lại trở lại tông môn về sau ngay lập tức nộp lên nhiệm vụ cậu gia cùng khương lâm ngữ vạn phần xoắn suýt một điểm giảm sốc thời gian cũng không cho a à. kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng liên tục cân nhắc phía dưới cậu gia vẫn là ngăn lại khương lâm ngữ đem hết thảy yêu thú đều đề giao ý nghĩ vẫn là câu nói kia linh thạch về sau sẽ không thiếu, tuyệt đối đừng bị trước mắt lợi ích che đậy tâm trí. Khương Lâm Ngữ cuối cùng đưa ra ba yêu thú. Thêm ra hai cái là hy vọng có thể thu hoạch được một chút xíu coi trọng hoặc là ban thưởng. Doanh bất phàm nhìn xem giao lên tổng cộng 10 con yêu thú, mặt không biểu tình. Nhìn xem các đệ tử một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, dù là sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, cũng cùng nuốt một con rùi một dạng cảm thấy buồn nôn cũng chính là thời gian tu hành lâu cảnh giới cao tính tình khống chế được nổi bằng không thì hắn thật nghĩ đem đám rác rưởi này trục xuất tông môn dẹp đi còn có thể tiết kiệm một chút tài nguyên bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video